Rồi thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về Phantom Keyword từ khóa bóng ma. Thì ở cái video đầu tiên ở cái chuỗi series phần này thì mình đã chia sẻ với bạn về câu chuyện về Long rồi. Thì đây là hình ảnh về Long. Bạn này là hiện tại là account ở bên trong công ty của mình. Thì như trong trước đó mình có kể về câu chuyện là Long mới ra trường và lúc này Long bắt đầu muốn kinh doanh, và bây giờ là Long nhìn thấy được một cơ hội là ở cái gần ở khu Đà Nẵng của bên Long á. Thì nơi này có rất là nhiều người qua lại và có nhu cầu nước rất là cao, nhưng mà hiện tại không có đối thủ nào ở bên trong gọi là quanh quanh cái gọi là cái khu vực này cả. Thì ý là không có cái tiệm nước nào quanh ở khu vực này cả. Hôm nay bây giờ quanh bên Long á thì bắt đầu gọi là đi gọi là mượn tiền gọi là của ba mẹ bạn bè để bắt đầu quyên góp được khoảng từ 8 đến 10 triệu. Và hôm nay Long bắt đầu mua một cái xe bán nước nhỏ, cái xe đẩy nước mà bạn thấy bình thường ở bên hàng rong ở bên ngoài đường á. Thì khúc này á, là Long mới bắt đầu mua cái nước kia, xe xe nước này, và bây giờ là cũng bán nước ở cái khu vực này. Thì chỉ trong vòng một tháng đầu tiên thôi, bởi vì là không có ai cạnh tranh cả, không có đối thủ nào ở khu vực này cả, thành ra Long kiếm được lợi nhuận là 30 triệu đồng chỉ trong đúng một tháng đầu tiên. Thì ở đây á, nó giống như câu chuyện là mình có nói về câu chuyện là nghiên cứu thị trường, thì đây cũng tương tự như vậy. Thì ở đây á, nó sẽ có những cái khu vực, những cái thị trường á, mà trong SEO của bạn á, thì ở bên ngoài là tại vì phương pháp anti mà, thì bây giờ ở bên ngoài á, sẽ có rất là nhiều khu vực hay nhiều cái thị trường á, mà nó rất là màu mỡ. Mà bạn khi mà bạn đi vô ở bên trong á, thì bây giờ là bạn sẽ gọi là khai thác nó rất là nhiều về gọi là mặt về doanh thu lợi nhuận và câu chuyện là bên phía là thương hiệu, giống như trà sữa Gong Cha rất là nổi tiếng. Thì Gong Cha ban đầu là phát triển là xây ở các gọi là các quán trà sữa ở bên Đà Nẵng trước, tại vì thị trường Đà Nẵng chưa được khai phá về câu chuyện là trà sữa. Sau đó Gong Cha bắt đầu tiến vô bên câu chuyện là bên thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thì lúc này cũng như vậy, khi mà nghiên cứu từ khóa nó cũng tương ứng với câu chuyện là bạn nghiên cứu thị trường với lại cái địa điểm và các khu vực ở bên ngoài gọi là ở bên ngoài gọi là ở bên ngoài khi mà bạn xây dựng doanh nghiệp vậy. Thì trong web SEO thì Phantom Keyword là bạn đi tìm kiếm á, những cái thị trường chính xác ở đây là những cái từ khóa nó có nhiều lượng search nhưng mà nó lại ít đối thủ cạnh tranh, thành ra đôi khi bạn viết bài thôi bạn chưa cần tốt của bài SEO nữa, thì bây giờ bạn đã đủ có khả năng lên top rồi. Và những từ khóa này đôi khi là những từ khóa nó mang về cho bạn là về lợi nhuận và doanh thu cao hơn rất là nhiều so với lại câu chuyện là mà cứ tập trung triển khai cái gọi là cái các từ khóa về dịch vụ và sản phẩm chính. Thì trong video này mình sẽ nói sâu về cái gọi là khi một trong những cách mà GTV làm hiện tại về việc rằng là tìm kiếm Phantom Keyword, nó thời gian nó rất là nhanh chóng. Thì rồi nó bắt đầu không, rồi cũng tương tự như cái quy trình trước, khi mà bạn tìm kiếm từ khóa bạn sẽ muốn vô Keyword Browser, bạn gọi từ máy lạnh và bạn muốn bấm cho nó bắt đầu chạy. Thì thay vì bạn bấm on đó, overview bây giờ thì bạn sẽ bấm nút on để bạn coi sẽ toàn bộ gọi là cái từ khóa liên quan về máy lạnh ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút về cho bạn hiểu. Face match có nghĩa rằng là ở trong cái từ khóa của nó khi mà nó xuất ra nó phải có bắt buộc phải từ khóa máy lạnh, ví dụ như là máy lạnh tốt nhất, so sánh máy lạnh Panasonic, máy lạnh LG thì đó, nó có từ khóa là máy lạnh đó, thì nó phải face mask, có nghĩa là giống y chóc từ khóa đó. Having center mới nghĩa là những từ khóa mà liên quan với từ khóa máy lạnh mà Google có thể bên phía AdWords có thể xuất được, ví dụ như máy lạnh thì như là có thể liên quan đến câu chuyện là điều hòa. Also rank for nghĩa rằng là khi mà những người đứng top á, ở từ khóa là máy lạnh á, thì đôi khi sẽ rank luôn, ý là sẽ lên top luôn cả những từ khóa, ví dụ như đây bạn thấy là điện máy xanh Nguyễn Kim rồi MediaMarkt thì nó phải lên top của những từ khóa đó luôn. Còn suggestion có nghĩa rằng đó là phần Google suggest cho những từ khóa mà bạn có thể rằng là tôi ưu phần đó. Question nghĩa là những từ khóa mà gọi là về câu hỏi, thì đó là cái phần mà video về câu hỏi khi bạn nghiên cứu từ khóa thì bạn sẽ thấy rõ về phần này. Thì về câu hỏi, các từ khóa liên quan về câu hỏi về máy lạnh, ví dụ như cách vệ sinh máy lạnh tại nhà ra sao, hay là tại sao máy lạnh rò rỉ nước, ví dụ vậy. Newly discover nghĩa là mới khám phá ra. Còn nút on này là toàn bộ về cái phần này. Thì ở phần Phantom Keyword này nhanh chóng á, thì bạn sẽ muốn bấm nút on. Thì khúc này á, bạn sẽ muốn á, để keyword difficult á, cá nhân mình á, thì thường để từ để tới 0.
nếu như á, là website của bạn á, nghĩa là phong không du không hay là keyword difficult hay là độ khó, keyword difficult là độ khó, nhưng bạn thấy ở đây là cái cột độ khó thì sẽ bằng không. Thì nếu như website của bạn là website nó có uy tín rồi, nó được triển khai lâu rồi, nó tốt rồi á, thì đôi khi bạn sẽ nâng cái từ khóa này lên là 5 chẳng hạn. Cá nhân mình thì mình sẽ muốn để không ở hiện tại, xong rồi mình sẽ bấm apply. Tiếp theo nữa mình sẽ bấm là vị trí là word count. Word count á, có nghĩa là số lượng chữ, nghĩa là cái chữ trong đây nó phải tối thiểu là bao nhiêu chữ ở trong cái phần xuất hiện ra. Ví dụ mình sẽ để là form 3, nghĩa là số 3 ở đây có nghĩa rằng là tối thiểu là 3 từ khóa ở trong cái từ kia, 3 chữ trong cái từ khóa thì mới được xuất hiện. Ví dụ như vậy nó sẽ loại được cái từ Nguyễn Kim ra bên phía ngoài, nó loại được từ khóa MediaMarkt, nó loại được từ khóa là gia đình ra luôn. Và sau khi mà mình tìm như vậy xong á, thì đây quảng cáo thì mình sẽ bấm nút số 3 và mình sẽ bấm apply. Sau khi xong như vậy á, thì bây giờ mình sẽ muốn xuất export cái từ khóa này ra. Rồi thì khúc này mình sẽ muốn để xóa cái cột country đi, để đây cột volume với difficult, thì còn lại mình sẽ xóa hết toàn bộ cái gọi là từ khóa này. Mình sẽ xóa hết toàn bộ cái phần này. Sau đó rồi nó còn sẽ còn cái phần này add mình bỏ đi luôn, vì sẽ còn đúng ba cái cột, bốn cột này. Thì bây giờ cột này á là short future, bạn sẽ muốn sắp xếp nó theo thứ tự là kéo, bạn sẽ muốn chọn nguyên cái cột này xuống và bạn sắp xếp nó theo thứ tự là từ A tới Z. Thì khúc này bạn sẽ thấy rằng nó là tôi ghi add link AdWord top image batch gì này nọ, thì search future nghĩa là nó đang hiển thị ở trên cái công cụ tìm kiếm ra sao. Thì khúc này đang xuất hiện theo từ khóa này, đang xuất hiện theo cái từ khóa là vị trí add, thì tất nhiên bạn sẽ muốn bỏ đi rồi, tại vì bạn sẽ muốn lấy những từ khóa mà xuất hiện theo kiểu là URL thôi, nghĩa là từ khóa như bạn thấy ở đây là URL, thì bạn kéo xuống dưới. Đây là cái phần mà size link các bạn thấy không, đây là cái phần là size link, thì bạn sẽ muốn giữ lại các phần là ghi là chữ size link. Thì nguyên cái phần mà mình thấy rằng thằng nào mà nó không phải thì mình sẽ xóa hết. Đây mấy phần mà không có size link thì mình sẽ xóa toàn bộ, tại vì những phần đó nó không phải là URL lên top và đôi khi từ khóa nó lại trùng rồi. Thì bây giờ mình sẽ muốn xóa hết mấy cái phần này, rồi mình sẽ bao lại một chút. Rồi thì hôm nay mình đã lọc hết toàn bộ những cái trang mà có chữ sign link rồi, thì bây giờ sau khi lọc xong hết rồi mình sẽ muốn xóa cái cột này đi. Rồi sau khi có cái cột này xong rồi thì bây giờ là mình sẽ muốn gọi là remove duplicate, mình bấm data, bấm gọi là remove duplicate lần nữa, để lúc này nó chắc chắn rằng là toàn bộ keyword của mình đó là rồi, bấm remove duplicate rồi. Nhưng mà thấy thì đây không có no duplicate rồi. Thì sau đó rồi thì bây giờ tất nhiên là mình sẽ muốn lọc theo gọi là volume rồi. Volume sẽ từ thấp cho đến cao dần. Cao dần thấp dần nhé. Thì lúc này á là sau khi bạn lọc ở được gọi cao dần với thấp dần như này á, bạn sẽ thấy một số cái từ khóa nó không liên quan theo và thường mấy từ khóa không liên quan này thì nó lại là có nhiều lượng sợ. Thì lúc này bạn sẽ muốn xóa đi luôn. Cái cho mình như bạn thấy nguyên đống này á, thì mình sẽ muốn xóa đi.
Và sau khi xóa một số cái này mình sẽ muốn lọc thêm một đợt nữa là về gọi là bảng chữ cái, để bạn có thể thấy được những từ khóa mà nó không liên quan thì bạn sẽ bỏ đi như bạn thấy đây đó. Khi mà đọc theo cái từ khóa như này bạn có thể gọi là bỏ được một số từ khóa nó rất là nhanh chóng. Rồi thì tương tự thì bạn xóa hết toàn bộ những cái từ khóa bên dưới luôn. Mình nhớ hãy cố gắng nhìn kỹ những từ khóa này vì đôi khi bạn sẽ xóa mất những từ khóa phantom đi, thành ra bạn hãy cẩn thận điều này. Rồi thì mình sẽ pause lại để mình xóa hết một lượt nữa. Rồi lúc này mình đã hầu như là mất cái khoảng nó 5 đến 10 phút để mình có thể soạn hết lại toàn bộ đống list này. Thì sau khi bạn soạn xong hết list này rồi thì bây giờ là bạn sẽ muốn kiểm tra lại một lần nữa, một loạt lần nữa xem coi là những từ khóa nào bạn hay nên loại bỏ được nữa thì bạn nên là bỏ luôn. Ví dụ như này, các loại mây, cà phê, máy lạnh, tình nhân hay gì đó thì đôi khi bạn sẽ loại bỏ trước đó, bạn loại bỏ sót thì lúc này bạn sẽ muốn già hết là toàn bộ lên lại xem coi những từ khóa nào bạn hay bỏ đi được thì bạn sẽ muốn là bỏ. Rồi thì khúc này mình sẽ pause lại một chút nữa để mình rà soát lại một lần nữa để bạn có ý là mình sẽ loại bỏ. Thì đó cái quy trình mà thường đó là bên mình và GTV hiện tại là tìm kiếm cái từ khóa phantom keyword luôn để khi mà bạn ra được cái file chính rồi bạn sẽ thấy. Rồi lúc này mà sau khi xong rồi thì bạn có thể bắt đầu sắp xếp theo cái gọi là volume, cột volume là một nửa từ cái gọi là thứ tự bé dần. Thì khúc này á, là sau khi bạn setup về câu chuyện bé dần rồi thì bây giờ bạn sẽ muốn tạo thêm một cái cột là own in title. Thì own in title có nghĩa là sao, là khi á, mà bạn search ở trên Google á, về cú pháp own in title có nghĩa rằng đó là own á, có nghĩa là tất cả, title có nghĩa là cái tiêu đề của cái website đó. Ví dụ như khi bạn search từ dịch vụ SEO đi thì bây giờ là bạn sẽ thấy rằng đó là đây là cái tiêu đề của nó, thì đây là cái tiêu đề của cái website. Thì own in title nghĩa rằng là nếu mà bây giờ bạn gõ own in title hai chấm và bây giờ bạn bỏ cái gọi là cái từ khóa máy lạnh Electrolux có tốt không vô trong đây, có nghĩa rằng là ý bạn mong muốn nói với Google rằng là tìm coi xem coi ở trong internet hiện tại có bao nhiêu bài viết nói về từ khóa là máy lạnh Electrolux có tốt không, thì cũng này bây giờ nó xuất hiện toàn bộ những bài viết đang có chứa tiêu đề là từ khóa này, để khi mà bạn bây giờ bạn biết rằng là cái gọi là chỉ số này là lúc mà bạn tua á thì lúc này nó trả về 55 kết quả, có nghĩa rằng đó là toàn bộ cái thị trường internet hiện tại mới có khoảng 55 bài viết nói về chủ đề này thôi, có nghĩa là rất rất là ít. Thì thành ra là lúc này khi mà bạn triển khai á, bạn sẽ muốn là cái audience title khi bạn tìm kiếm từ khóa bé hơn là 500, nếu mà nó bé hơn 500 có nghĩa là bạn đã tìm kiếm được một từ khóa phantom keyword thành công rồi. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa, nếu như là cái website của phía bạn đã có trust trước đó, nghĩa là đã có uy tín trước đó rồi, đã mặt trước đó rồi, thì bây giờ cái audience title bạn có thể nới lên được khoảng 5, là 1.000, 2.000, thậm chí là 5.000 tùy vô cái sức mạnh của website. Còn nếu như đây là cái gọi là cái một trong cái mà bạn làm đầu tiên đó, thì bạn nên lấy là bé hơn 500 hoặc thậm chí là bé hơn 100 để bé hơn 100 để chắc chắn được rằng là những cái ban đầu bạn triển khai nó sẽ thành công. Rồi sau khi mà bạn có được cái một từ khóa phantom keyword rồi thì bạn đôi khi bạn sẽ ước tính cái lượng truy cập của nó, và ở cái gọi là phần series tiếp theo khi mà mình sẽ nói về check dạng content đó, thì mình sẽ nói về cụ thể cái phần này sau. Còn bước 4 này bạn có thể check cái lượng truy cập của nó thông qua những cái gọi là cái cách thức mà tính Ahrefs bằng cách như đây. Như bạn thấy đây là cái, nếu mà như hẹn như đây là top 10 của từ khóa, đây không phải là từ khóa mà mình mới kiếm là so sánh với lại Electrolux, mà ở đây á, là một từ khóa về máy lạnh tiết kiệm điện nhất hiện nay. Thì từ khóa này khi mà bỏ vô Ahrefs á, nó sẽ ra được 10 top đầu này như trong những video trước bạn có thể thấy. Khúc này bạn sẽ thấy cái cột mà keyword, đây là cột traffic ở đây. Thì khi bằng cách đó là khi bạn tu content lẫn như bạn tu on page mà theo như mà mình hướng dẫn một cách chính xác á, thì bây giờ bạn ước tính được cái traffic của từng cái từ khóa này vô bằng cách là bạn lấy trung bình cộng của 5 web top đầu tiên, là bạn lấy top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 để bạn tính trung bình cộng lại, thì bạn ra được cái gọi ước tính tương đối cho cái từ khóa này mang lại bao nhiêu traffic cho bạn. Thì khúc này á, bạn có thể tạo thêm một cái cột nữa là ở đây là unique title là 55,
Và traffic thì bạn ước tính vô chẳng hạn như ở đây là bây giờ là đang là 700 traffic. Bạn phải biết rằng á, lượng search của nó là 600, nhưng mà khi bạn SEO như trước đó mình nói là nó sẽ kéo rất là nhiều từ khóa lên, thành ra cái traffic của nó có thể lớn hơn hoặc là bé hơn. Và ví dụ như trong trường hợp này thì bạn có thể thấy rằng là từ khóa máy lạnh tiết kiệm điện nhất hiện nay khoảng 900 lượt search ở đây, nhưng mà khi mà bỏ vô Ahrefs thì có một số bài là 1.600 traffic lận, những bài có đôi khi nó kéo được 1.080 traffic lận. Thành ra là bằng cách đó là bạn tính chung bằng cộng thì bạn sẽ ước tính được nó. Thì lý do tại sao bạn search hết toàn bộ cái bộ từ khóa này á là bởi vì á là từ đây bạn sẽ lập được cái plan của bạn. Còn nếu như bạn muốn tìm một từ khóa nhanh chóng thì bạn tìm rất là nhanh là bằng cách vô Ahrefs, bạn tìm kiếm bình thường, bạn chọn ngay trong Ahrefs luôn thì bạn có thể tìm được. Không nhất thiết là bạn phải xuất ra hết toàn bộ cái file như mình. Còn ở đây là mình như hồi video đầu mình có nói là về việc rằng là ở đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn về câu chuyện lập plan luôn. Thành ra bạn sẽ cố gắng là liệt kê hết tổng đống này ra. Khi bạn tính OnlyTitle và traffic thì bạn hãy tính ở đây. Rồi thứ nhất. Thứ hai nữa là ở đây một lần nữa thì đôi khi bạn sẽ muốn xóa luôn những từ khóa, là khi mà bạn chú ý ở đây nha, là bạn tìm kiếm phantom keyword á thì bạn sẽ muốn chú ý là bạn loại bỏ đi những từ khóa mà nó dị biệt. Dị biệt có nghĩa là sao? Dị biệt thứ nhất á là từ khóa của bạn là không dấu, ví dụ như máy lạnh Hitachi đi, như bạn thấy ở đây. Nếu như mình bỏ từ máy lạnh Hitachi không dấu nha, vô trong đây thì đôi khi á là about của nó là khoảng là 238, kết quả trả về thì đôi khi bạn nghĩ rằng là nó là một phantom keyword, nhưng mà thật ra không đúng, bởi vì khi bạn SEO từ khóa máy lạnh Hitachi á, là thường là sẽ SEO từ khóa có dấu, thành ra Google sẽ trả về ngay cả những từ khóa có dấu. Và nếu như bạn bỏ máy lạnh Hitachi vô và ở đây vô á, thì bây giờ nó 8.000, thành ra phút này nó không phải là một phantom keyword. Đó lý do tại sao á, là mình sẽ nói với bạn rằng là loại bỏ đi hết toàn bộ những từ khóa không dấu. Đó thứ nhất. Thứ hai là những từ khóa là dị biệt, ví dụ như thế này. Bạn có hai từ là máy massage đó, máy massage đôi khi á, từ khóa máy massage là viết như này bạn thấy rằng là 24.000 lượt kết quả trở về, nhưng mà khi á mà người dùng tối ưu á, Google tối ưu và Google trả về á, thì hầu như á, người ta search từ máy massage này nhiều hơn. Và lúc này nếu mà bạn bấm click vô enter thì kết quả trở về là 127.000 lần. Thành ra là những từ khóa dị biệt cái kiểu như vậy và lẫn như là những từ khóa không dấu á, thì bạn loại bỏ thẳng luôn ở trong đây, lẫn những từ khóa là nó vô nghĩa, ví dụ như điều hòa đứng. Điều hòa đứng ví dụ như này, điều hòa đứng đi thì bình thường á là đôi khi á, người ta sẽ gọi là máy lạnh đứng chứ không hẳn là người ta gọi là điều hòa đứng nữa. Thì thành ra đó nó là những từ như vậy, thành ra bạn phải chú ý về những từ khóa này. Mặc dù difficult nó bằng không nhưng mà nó là những từ khóa, nó hầu như nó sẽ không phải là phantom keyword, thành ra bạn sẽ loại bỏ thêm một đợt nữa để cuối cùng bạn ra được một cái bảng traffic tốt nhất có thể. Thì đây cũng sẽ là bảng traffic máy lạnh mà mình sẽ làm để cho bạn khúc cuối bạn làm về câu chuyện là research về các gọi là lập plan kế hoạch luôn. Rồi đó, đây là toàn bộ về cách search phantom keyword. Và mình cũng có bonus thêm cho bạn là một video mà trước đó hồi cũng khoảng 2 năm trước, năm 2016, mình cũng có làm một cái cách khác để tìm kiếm phantom keyword mà bạn có thể coi để bạn tham khảo thêm. Còn đây là cách hiện tại của mình và GTV hiện tại đang làm, bởi vì đây là cách mà nó tối ưu nhất và làm nhanh nhất. Nhưng mà nó còn một số cách khác nữa để bạn có thể điều, nghĩa là bạn có thể là liệt kê được nhiều từ khóa phantom keyword hơn. Thì bạn có thể nên coi video mà mình sẽ đính kèm bên dưới, thì đó là một video YouTube mà trước đó mình có làm. Rồi, hẹn gặp bạn ở video tiếp theo.